Ok đi. Xin chào tất cả các quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Hoàng Hà Long. Hôm nay Hoàng sẽ đưa một cái thông tin rất là quan trọng, rất là chi tiết và tất cả người Việt Nam chúng ta ai cũng đều rất là vui mừng. Đến giờ phút này là đã trải qua được khá nhiều thời gian rồi, nhưng mà trong tất cả những tâm của người Việt Nam chúng ta vẫn còn đang rất là xúc động, vẫn còn đang là hồi hộp và vẫn mang một cái niềm vui vô tận vô bờ. Trong giải đấu SEA Games của năm nay thì Việt Nam chúng ta coi như là đã được thắng đúc cả đội tuyển 23 Nam Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ đều giành chiến thắng trước một cái kỳ phùng địch thủ đấy là Thái Lan. Niềm vui này chắc là vô bờ vô bến. Sau khi mà kết thúc cả hai trận chung kết thì tất cả người Việt Nam chúng ta cũng đều rất là vui mừng và cũng đều tất cả cảm ơn tất cả các cầu thủ cả Việt Nam và nữ, cảm ơn hai ông huấn luyện viên đấy là ông Trung và ông Park. Người Việt Nam chúng ta rất mang ơn đến những cầu thủ và những ông huấn luyện viên đã đưa Việt Nam đến ngày hôm nay lên đỉnh cao của bóng đá của Đông Nam Á. Thật là tuyệt vời phải không các bạn? Chúng ta thật là tự hào khi mà trong một cái giải đấu mà cả nam lẫn nữ đều giành chiến thắng, đều được giành được huy chương vàng. Chúng ta phải thật sự là vui mừng. Niềm vui này cũng như tôi và các bạn và cả Việt Nam đều thực sự đến giờ phút này chắc là các bạn cũng được giống tôi thôi, ai cũng đều có những cái suy nghĩ giống nhau và đều hồi hộp, đều vẫn còn vất ngây trong cái chiến thắng của Việt Nam chúng ta. Hôm nay Huy Hoàng làm cái video này cũng muốn giới thiệu một chút về tất cả những cái người Hạ Long xuống đường đi bão gần như là suốt đêm, cũng như hàng triệu người Việt Nam chúng ta, không riêng tỉnh Hạ Long, các thành phố và các vùng miền, tất cả mọi nơi, tất cả mọi người đã đổ ra đường để ăn mừng. Đây là một cái chiến thắng thật sự là hạnh phúc, thật sự là mỹ mãn, vì sau 19 năm mà giải đấu này được tổ chức tại Việt Nam, SEA Games được tổ chức tại Việt Nam, sau 19 năm chúng ta mới bắt đầu làm lại được cái thành tích. Chúng ta đã lỗi hẹn từ năm 2003 rồi. Chúng ta cũng đã từng thua Việt Nam. Xin lỗi các bạn, chúng ta đã từng thua Thái Lan. Và đến năm nay tổ chức SEA Games tại Việt Nam, chúng ta đã chiến thắng và chúng ta đã giành được tất cả những cái gì chúng ta mong ước từ xưa đến nay. Hôm nay Huy Hoàng đi quay lại toàn bộ cái hình ảnh tất cả người Hạ Long, gần như tất cả các tuyến đường ở Hạ Long đều đông đặc đường, đông đặc xe và sự cổ vũ từ người già, người trẻ, các em nhỏ, nam nữ đầy đủ. Các bạn thấy đây là một cái sự nhiệt tình, cũng là một cái lòng đáp lại những cái công sức của các anh, các chị đã bỏ ra để giành cái huy chương vàng về cho Việt Nam chúng ta. Tất cả những cái báo chí của các nước ở Đông Nam Á để chúc mừng cho đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta. Và ngoài ra nữa, ngay những báo chí của Hàn Quốc cũng rất là quan trọng, rất là chú trọng đến. Rất nhiều người ta đã tìm những cái từ khóa ở trên trang mạng xã hội như là Việt Nam vô địch, Việt Nam, Thái Lan và Park Hang-seo. Những người Hàn Quốc và những người Việt kiều ở tại Hàn Quốc cũng rất là chú trọng, rất là quan tâm đến cái trận bóng đá của Việt Nam chúng ta. Thế rồi các cái nước ở châu Á khác, ví dụ như Trung Quốc cũng thế, người ta cũng rất là buồn khi mà bản thân cái U19 của Trung Quốc đã thua cả chúng ta, thua cả các nước như là Lào, Campuchia. Đấy là một cái nỗi buồn. Việt Nam chúng ta là một cái nước nhỏ hơn nhưng mà đã làm rất là nhiều cái kỳ tích, nhất là về nền bóng đá trong từ khi ông Park đến Việt Nam chúng ta từ năm 2018 đến nay, là bóng đá của Việt Nam mà nhất là cái U23 của Việt Nam rất là khởi sắc, thực sự là vui. Trong tôi đến bây giờ vẫn còn ngất ngây và vẫn còn cảm thấy là cái niềm vui chiến thắng này chắc là nó phải kéo dài trong khoảng một vài hôm nữa, chắc cả các bạn cũng giống tôi thôi.
ai cũng đều vui vẻ, cũng đều mừng khi Việt Nam chúng ta giành cú đúp như thế này. Nói về đội bóng của Thái Lan thì khi mà tiếng còi mãn cuộc được thổi lên, trận đấu được khép lại, và sau này đến khi ông Kinh là huấn luyện viên của Thái Lan cũng đã phải thừa nhận rằng là đội tuyển Việt Nam thi đấu rất là hay, rất có bài bản, và ông Park đã dẫn dắt cho đội tuyển U23 của Việt Nam đá đúng chiến thuật và rất là hay. Ông cũng phải thừa nhận rằng là cái nền bóng đá của Việt Nam rất là phát triển. Cái thứ hai nữa là cái cổ động viên của Việt Nam, đấy là một cái sự nhiệt tình. Đấy là cái cầu thủ thứ 13, chúng ta cũng phải thật sự là cũng phải cảm ơn tất cả các cổ động viên ở trên các cái sân bóng, từ sân ở trên Việt Trì, rồi đến sân ở Cẩm Phả, và rồi hôm nay trận chung kết diễn ra tại sân Mỹ Đình, thì cái lượng khán giả trên các cái sân, các cái trận đấu có cùng cầu thủ Việt Nam đá, những cái trận mà đội tuyển của Việt Nam đá, thì gần như là không còn chỗ để ngồi. Thì sau những cái năm bị dịch bệnh thì cái ảnh hưởng của bóng đá cũng rất là lớn. Thế nhưng mà nơi đến ngày hôm nay là dịch bệnh cũng vẫn còn, thế nhưng mà những cái người ở nước ngoài, người ta nhìn thấy cái cổ động viên của Việt Nam đến sân, người ta nghĩ rằng là Việt Nam chúng ta đã vượt qua được cái đại dịch về Covid, và cũng như là chúng ta đã vượt được qua những cái nỗi khắc phải của bao nhiêu năm nay, chúng ta vượt được lên, chúng ta đến ngày hôm nay chúng ta coi như là đứng đầu của bóng đá về Đông Nam Á. Tuyển nữ Việt Nam rất là giỏi, cũng như các bạn biết, đến năm nay là được 7 lần vô địch, có nghĩa là đã hơn Thái Lan 2 lần. Và đội tuyển U23 của Việt Nam chúng ta là đã được 2 năm liền, hai cái giải của SEA Games đều là vô địch. Đấy là một cái sự tuyệt vời, cái sự phát triển của bóng đá. Hôm nay thì Huy Hoàng cũng giới thiệu qua một chút về như vậy, và các bạn cũng xem trên hình ảnh để chúng ta cùng chung vui với tất cả người Việt Nam chúng ta đều đổ xuống đường, đều ăn mừng cái chiến thắng tuyệt vời này. Chắc là các bạn ở các tỉnh khác, ở các nơi khác, không riêng gì Hà Long, thì tôi nghĩ cũng sẽ giống thế này thôi. Trên hình ảnh là Huy Hoàng cũng quay lại toàn bộ là một số những tuyến đường chính ở Hạ Long, và cũng có một cái số hình ảnh Huy Hoàng có đi kèm trên ở video, thì chúng ta cũng thấy rằng sự quan tâm của các cái cấp lãnh đạo của Đảng, của nhà nước rất là quan tâm đến cái nền bóng đá của chúng ta. Đây cũng là một cái điểm tựa, một cái niềm vui để cho bóng đá chúng ta phát triển, cũng như là toàn bộ những cái giải đấu sau này chúng ta cũng sẽ vững niềm tin để chúng ta phát triển lên. Hôm nay các bạn nào mà không có điều kiện đi ra được ngoài đường ở khu vực thành phố Hạ Long, thì xem trên video của Huy Hoàng thì các bạn cũng sẽ cảm nhận được tất cả những cái sự háo hức, sự vui, lòng nhiệt tình và độ ăn mừng rất là lớn. Tất cả chúng ta đều cảm nhận được đây là một cái chiến thắng, chắc là không biết được sau này những cái giải đấu tiếp theo thì Việt Nam chúng ta sẽ như thế nào, nhưng mà như ngày hôm nay thì chính thức là giải đấu này thì không thể nào mà chúng ta quên được.
Huy Hoàng cũng hơi tiếc một chút về cái bóng đá, thì về cái Busan thì bóng đá Việt Nam chúng ta hơi bị thua thiệt một chút. Giá như mà chúng ta cũng được như bóng đá U23 và bóng đá lữ tuyển thế này thì đúng là tuyệt vời, không còn điểm gì để nói nữa. Nhưng mà đến giờ phút như thế này cũng đã là rất là hạnh phúc rồi các bạn. Các bạn cũng biết là như đầu video Huy Hoàng đã nói là cái năm 2023 là Việt Nam ta đăng cai tổ chức, chúng ta đã bị thua trong trận chung kết. Rất là buồn, rất là luyến tiếc. Sau 19 năm chúng ta đã đòi nợ lại được, đến ngày hôm nay chúng ta đã đòi lại được tất cả. Đây thật sự là một chiến thắng của toàn bộ người dân Việt Nam. Chúng ta đã vượt qua cái rớp, lúc nào cũng nghĩ đến Thái Lan là chúng ta từ trước đến giờ gần như nó bị một cái rớp rất là buồn. Ngày trước mà cứ gặp Thái Lan thì chúng ta đã gần như là không được tự tin, lúc nào chúng ta cũng nghĩ chúng ta là cửa dưới. Nhưng mấy giải năm nay chúng ta bắt đầu đã vượt lên và chúng ta không còn biết sợ một cái đội bóng nào trong Đông Nam Á nữa. Mỗi một trận ra sân, bây giờ mình xem bóng đá hay là các bạn cũng vậy thôi, đều cảm thấy rất là thoải mái. Chúng ta cảm thấy là tự tin hơn, không như trước kia nữa. Đấy là một cái niềm kiêu hãnh của bóng đá Việt Nam chúng ta trong cái khu vực Đông Nam Á này. Thật sự là tuyệt vời đấy các bạn. Bây giờ Huy Hoàng để nguyên hình ảnh thế này để các bạn cùng xem, cùng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam các bạn nhé. We'll be right back.
chúng ta cùng ăn mừng chung với niềm vui chung của các cầu thủ cũng như của toàn bộ người dân Việt Nam. Thì những hình ảnh bên trên các bạn cùng huy hoàng, chúng ta cùng dành những giây phút thật là đẹp, thật là tự hào, thật là hạnh phúc để chúng ta cùng ăn mừng cùng với đội tuyển bóng đá nữ và đội tuyển U23 của bóng đá Việt Nam chúng ta. Tất cả những cái hình ảnh bên trên và những cái thông tin thì Huy Hoàng sẽ xin phép ngừng video ở tại đây. Các bạn xem video của Huy Hoàng thấy hay và ý nghĩa, các bạn nhớ đăng ký để ủng hộ cho kênh của Huy Hoàng luôn phát triển và cũng sẽ có những cái video hay tiếp theo. Các bạn nhớ bấm chuông để nhận những cái video mới. Cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng Huy Hoàng Hạ Long. Cảm ơn các bạn, chào các bạn và hẹn gặp lại.